Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Sáng sớm ngày 26 tháng 10, bão Trà My mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Từ đêm 26 tháng 10, hoàn lưu phía tây của bão bắt đầu gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. Nhiều nơi có thể đón mưa từ 500 đến 700 mm, tương đương với lượng mưa của bão Yagi gây ra ở một số khu vực miền Bắc. Vào 4 giờ sáng ngày 26 tháng 10, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương 103 đến 117 km/h, giật cấp 14. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, tính từ 4 giờ ngày 26 tháng 10, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 20 km/h, tiến về vùng biển các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam. Đến 4 giờ sáng ngày 27 tháng 10, tâm bão trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, cách Quảng Trị đến Quảng Nam khoảng 200 km về phía đông đông bắc. Thời gian này, bão vẫn duy trì cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão Trà My bắt đầu tương tác với khối không khí lạnh tăng cường từ phương Bắc, khiến diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão áp sát đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam, sau đó chuyển hướng đông nam rồi chuyển hướng đông ngược ra biển và suy yếu dần. Dự báo từ chiều ngày 27 tháng 10 đến sáng ngày 28 tháng 10 là thời gian bão áp sát đất liền. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 10, tâm bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ với cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông ngược ra biển và với cường độ tiếp tục suy yếu. Một kịch bản khác là bão có thể đi vào đất liền các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Nam, sau đó mới quay ngược ra biển. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể có thay đổi, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Do ảnh hưởng của bão Trà My, vào ngày 26 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 11, tương đương 89 đến 117 km/h, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão từ 7 đến 9 m, biển động dữ dội. Từ đêm 26 tháng 10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Từ sáng 27 tháng 10, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng. Trên đất liền, từ chiều tối và đêm 26 tháng 10 đến 28 tháng 10, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm, nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường suất lớn 100 mm trong 3 giờ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên, thời gian này có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 300 mm. Từ sáng 27 tháng 10, trên đất liền ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Bão Trà My hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào 22 tháng 10, đi vào Biển Đông từ chiều 24 tháng 10. Đây được nhận định là cơn bão có hướng di chuyển kỳ dị và khó lường nhất từ đầu mùa. Vào 13 giờ chiều ngày 25 tháng 10, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông đông bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tương đương 89 đến 102 km/h, giật cấp 12. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 2 ngày 25 và 26 tháng 10, bão di chuyển ổn định theo hướng tây và tây tây nam, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa và tiếp tục mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 10, tâm bão trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa với cường độ mạnh bão cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15. Sau khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, bão tương tác với khối không khí lạnh tràn xuống từ phía Bắc, khiến quỹ đạo trở nên phức tạp, khó lường. Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định hai kịch bản có thể xảy ra. Ở kịch bản thứ nhất, sau khi tương tác với không khí lạnh, bão di chuyển chậm lại theo hướng tây tây nam và bắt đầu suy yếu. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 10, tâm bão trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa, cách Quảng Trị đến Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía đông bắc, với cường độ mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14. Sau đó, bão chuyển hướng theo hướng tây nam, chậm vào bờ ở khu vực Huế, Quảng Nam, rồi đổi hướng đông đông nam, tiếp tục đổi hướng đông và ngược ra biển.
Sau khi ra biển, tan dư bão hình thành một dải hội tụ nhiệt đới ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Trung. Xác suất của kịch bản này khoảng 60%. Ở kịch bản thứ hai, sau khi tương tác với không khí lạnh từ phía Bắc, bão suy yếu, di chuyển vào đất liền và tan dần. Kịch bản này có xác suất khoảng 30%. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Phúc Lâm, dù diễn biến bão theo kịch bản nào thì khu vực miền Trung, nhất là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài. Mưa bắt đầu từ chiều tối và đêm 26 tháng 10, kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 10. Trọng tâm là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500mm, có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong khoảng 3 giờ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Bình Định và Bắc Tây Nguyên, thời gian này cũng có mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Do mưa lớn dồn dập trong một thời gian ngắn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, các khu vực đô thị. Trên biển, do ảnh hưởng của bão Trà My, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 12, tương đương 89 đến 133 km/h, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 5 đến 7 m, vùng gần tâm bão từ 7 đến 9 m, biển động dữ dội. Từ gần sáng ngày 27 tháng 10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ của Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão từ 5 đến 7 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên, đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Được biết bão Trà My hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào ngày 22 tháng 10, đi vào Biển Đông từ chiều ngày 24 tháng 10. Đây được nhận định là cơn bão có hướng di chuyển kỳ dị, khó lường nhất từ đầu mùa. Người dân cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Chuyên gia dự báo bão Trà My sẽ tiếp tục tăng cấp dữ dội, sẽ có mưa lớn ở miền Trung. Sáng ngày 25 tháng 10, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức cuộc họp ứng phó với bão Trà My. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều ngày 24 tháng 10, bão Trà My đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Đến 8 giờ ngày 25 tháng 10, cường độ của bão tăng cấp, đã mạnh lên cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 tiếng tiếp theo, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 490 km về phía đông, di chuyển hướng Tây Tây Bắc khoảng từ 10 tới 15 km/h, sức gió cấp 10, 11, giật cấp 13. Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện nay ở phía đông của Philippines có một áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 24 đến 48 tiếng tới sẽ mạnh lên thành bão và di chuyển đến phía đông bắc của đảo Luzon, khiến bão Trà My chịu tương tác của bão đôi và suy yếu đi. Hoàn lưu bão Trà My tương đối rộng, mây đối lưu lệch về phía tây nên bắc và giữa Biển Đông sẽ chịu tác động của gió mạnh. Ông Hưởng cũng dự báo, từ tối và đêm ngày 26 tháng 10, bão sẽ gây mưa lớn ở Trung Bộ. Vùng mưa rộng từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Phú Yên. Mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai. Lượng mưa có thể lên đến 200-300mm. Tại cuộc họp, đại diện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ đội Biên phòng cho biết, đến 6 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, lực lượng biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.212 phương tiện với 307.822 người biết diễn biến, hướng đi nào của bão để chủ động di chuyển, tránh trú an toàn. Trước diễn biến của bão số 6, quân đội đã huy động 285.480 người, trong đó bộ đội là 86.019 người, dân quân tự vệ 199.461 người, 12.503 phương tiện quân sự các loại sẵn sàng ứng phó với cơn bão này. Cụ thể, quân khu 3 huy động 51.075 người, 582 xe ô tô, tàu xuồng, xe đặc chủng. Quân khu 4 huy động 135.781 người, 1.195 ô tô, tàu xuồng, xe đặc chủng.
Quân khu 5 huy động 55.163 người, 1.660 ô tô, tàu xuồng và 3 máy bay. Quân chủng phòng không không quân huy động 4.600 người, 206 phương tiện và 8 máy bay. Binh đoàn 18 huy động 30 người, 2 máy bay trực thăng và 4 ô tô. Khả năng bão Trà My, tên địa phương là bão Christine, đi vào vùng Đông Bắc Biển Đông sẽ cao hơn, theo các bản tin dự báo bão mới nhất. Tin bão mới nhất vừa được cập nhật vào sáng ngày 22 tháng 10 của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho hay, tâm bão số 6 Trà My đang cách Virac, Catanduanes, Philippines 390 km về phía đông. Cơn bão đã tăng cấp gần Philippines, gây ra gió mạnh, sóng cao tới 6,5 m. Dự báo bão mới nhất của cơ quan khí tượng Hồng Kông, Trung Quốc cho biết, bão số 6 Trà My ở phía đông Philippines có khả năng tăng cấp thành bão nhiệt đới dữ dội trong ngày 22 tháng 10 và mạnh hơn nữa thành bão cuồng phong vào ngày 25 tháng 10. Dự báo, khi bão Trà My hướng về phía trung tâm Biển Đông, cơn bão sẽ cách Hồng Kông của Trung Quốc khoảng 800 km. Đến chiều ngày 26 tháng 10, bão Trà My có khả năng tiến gần Hồng Kông, Trung Quốc nhất ở khoảng cách 400 km và hạ cấp thành bão nhiệt đới dữ dội. Tuy nhiên, cơ quan dự báo thời tiết Hồng Kông, Trung Quốc lưu ý, vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn về hướng đi tiếp theo của bão Trà My. Khả năng bão đi vào vùng Đông Bắc Biển Đông sẽ cao hơn, bản tin của cơ quan này nêu rõ. Về dự báo đường đi của bão Trà My, cơ quan thời tiết Hồng Kông, Trung Quốc nhận định, có khả năng cơn bão mới nhất ở Biển Đông sẽ di chuyển về phía Tây tới khu vực trung tâm và phía Bắc của Biển Đông, hoặc kịch bản khác là cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến gần hơn tới bờ biển phía Nam của Trung Quốc. Ngoài bão Trà My, gió mùa Đông Bắc đang tràn về phía Nam Trung Quốc trong ngày 22 tháng 10. Do đó, thời tiết trong toàn khu vực trong vài ngày tới được dự báo là sẽ mát hơn đáng kể vào buổi sáng và ban đêm. Cơ quan thời tiết Philippines Pagasa dự kiến bão Trà My sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong khi đi vào Biển Đông. Từ đó, cơn bão Trà My có thể di chuyển về phía khu vực miền Trung Việt Nam hoặc tiến gần hơn đến bờ biển phía Nam Trung Quốc. Theo The Standard Channel, dự báo có gió mùa Đông Bắc tăng cường ở phía Nam Trung Quốc vào cuối tuần này. Dưới tác động kết hợp của gió mùa Đông Bắc và bão nhiệt đới, dự kiến có gió, mưa rào ở phía Bắc Biển Đông và bờ biển phía Nam Trung Quốc vào cuối tuần này và đầu tuần sau. Trong khi đó, tin bão mới nhất của Taiwan News cho hay, dự kiến bão Trà My ảnh hưởng đến thời tiết Đài Loan, Trung Quốc từ ngày 24 tháng 10. Cơ quan thời tiết Đài Loan, Trung Quốc CVKA cảnh báo, hoàn lưu bên ngoài của bão Trà My có thể tiếp cận Đài Loan, Trung Quốc vào ngày 24 và 25 tháng 10. Ảnh hưởng của bão Trà My kết hợp với gió mùa Đông Bắc có thể gây ra mưa lớn ở phía Bắc và phía Đông hòn đảo. CVKA dự báo, bão Trà My sẽ di chuyển về phía Tây hướng tới Biển Đông, nhưng đường đi của cơn bão mới nhất hình thành từ một áp thấp nhiệt đới gần Philippines này vẫn chưa chắc chắn. CVKA cho rằng, bão Trà My có thể tăng cường thành bão cuồng phong hoặc mạnh hơn. Bản tin dự báo thời tiết của CVKA cũng cho biết, ngoài cơn bão ở Biển Đông Trà My, gió mùa Đông Bắc sẽ mạnh lên từ chiều ngày 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10, gây mưa cho khu vực bờ biển phía Bắc của Cơ Long, các khu vực miền núi của vùng đô thị Cơ Long, Đài Bắc và huyện Nghi Lan của Đài Loan, Trung Quốc. Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho hay, vào hồi 4 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão Christine, tên quốc tế là bão Trà My, ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 127,8 độ Kinh Đông, cách Virac, Catanduanes, Philippines 390 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 65 km/h, giật lên đến 80 km/h và áp suất trung tâm là 994 HPA. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h. Phạm vi gió xoáy nhiệt đới lan ra xa tới 680 km tính từ tâm bão. Pagasa cảnh báo gió mạnh cấp 6, cấp 7 ở Luzon, Visayas, Mindanao. Dự báo trong 24 giờ tới, biển động mạnh đến rất mạnh với sóng cao lên tới 6,5 m ở bờ biển Isabela, bờ biển phía Bắc và phía Đông của khu vực Bicol. Sóng 5,5 m ở bờ biển Batanes, Cagayan và Aozora, bờ biển phía Bắc và phía Đông của Bắc Samar. Sóng 4,5 m ở bờ biển quần đảo Bolilo, bờ biển phía Bắc Iklos Norte, các bờ biển còn lại của khu vực Bicol, bờ biển phía Tây của Bắc Samar, bờ biển phía Bắc của Biligan và bờ biển phía Bắc của Samar. Bão Christine dự kiến sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc đến Tây Tây Bắc cho đến thứ Năm ngày 24 tháng 10, trước khi chuyển hướng về phía Tây trong thời gian còn lại của giai đoạn dự báo. Theo dự báo đường đi,
cơn bão nhiệt đới này có thể đổ bộ vào Isabela vào tối ngày 23 tháng 10 và có thể rời khỏi khu vực dự báo của Philippines vào tối ngày 25 tháng 10. Không loại trừ khả năng thay đổi đường đi dự báo tùy thuộc vào chuyển động của các hệ thống thời tiết xung quanh cơn bão nhiệt đới này trong vài ngày tới. Christine dự kiến sẽ vẫn là một cơn bão nhiệt đới trong 24 giờ tới. Nó có thể đạt đến cấp độ bão nhiệt đới dữ dội vào ngày 23 tháng 10 và có thể đổ bộ vào Isabela với tư cách là một cơn bão nhiệt đới dữ dội. Bão dự kiến sẽ đạt đến cấp độ bão cuồng phong vào ngày 25 tháng 10 khi đi vào Biển Đông, theo dự báo của Pagasa. Hiện tại, vì cơn bão nhiệt đới này vẫn đang ở trên biển Philippines, nên không loại trừ khả năng cường độ mạnh nhanh do điều kiện môi trường thuận lợi. Ông Juan Lito Galang, trưởng phòng dự báo thời tiết của Cục Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, sự phát triển của siêu bão thường xảy ra vào cuối năm, do đó không loại trừ khả năng bão Christine sẽ mạnh lên thành cấp siêu bão. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 10, ông Juan Lito Galang lưu ý rằng đường đi của bão Christine tương tự như siêu bão Lawin, tên quốc tế là Jelawat, đã đi vào khu vực dự báo của Philippines từ Thái Bình Dương và sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào năm 2012. Giống như siêu bão Lawin, Christine được dự báo sẽ chủ yếu ảnh hưởng đến Bắc Luzon. Mặc dù vậy, Christine vẫn có thể thay đổi đường đi trong 24 giờ tới. Tác động dự kiến của Christine sẽ là lượng mưa lớn trên phần lớn Luzon và mưa nhẹ đến vừa ở Visayas và Mindanao. Bão Christine có thể mạnh lên thành cấp bão nghiêm trọng vào tối ngày 22 tháng 10 và cấp bão cuồng phong vào chiều tối ngày 24 tháng 10 trước khi đổ bộ vào phần đông bắc của Cagayan. Tới ngày 26 tháng 10, lúc 8 giờ sáng, cơn bão chuyển hướng về phía Biển Đông, cách thành phố Lauzac, Iconos Norte khoảng 170 km về phía Tây Tây Bắc. Những thay đổi trong đường đi của bão cũng không loại trừ, tùy vào chuyển động của các hệ thống thời tiết trên vĩ độ trung bình trong những ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cũng dự báo, khoảng ngày 25 tháng 10, bão Trà My có khả năng di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Từ khoảng chiều và đêm ngày 24 tháng 10, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, phía đông kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông, gió mạnh dần lên cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Sóng cao từ 3 đến 5 mét, mưa rông kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!